Hello mọi người, như các bạn đã biết thì cộng đồng công nghệ Wi-Fi được biết đến là một nơi giao lưu trao đổi kiến thức của anh em làm trong lĩnh vực công nghệ Wi-Fi và mạng nói chung. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách để đăng ký sử dụng Unified Controller hoàn toàn miễn phí. Thì để giải thích cho các bạn nào chưa biết á, thì hầu hết tất cả các thiết bị của Unified thì các bạn phải lên trên trang Unified tải controller về và các bạn cài đặt. Thì sau đó các bạn mới có thể là cấu hình tên Wi-Fi và mật khẩu được. Nhưng nếu bạn muốn cấu hình từ xa thiết bị thì phải làm như thế nào? Thì các bạn phải mượn máy của khách hàng. Đó, các bạn chạy controller lên, rồi lúc đó thì bạn mới có thể là có thể cấu hình tên Wi-Fi và mật khẩu và kiểm soát lỗi trên đó được. Thì cái đó rất là bất tiện. Thì bây giờ công ty VN Wi-Fi đã cài đặt sẵn một server controller cho bạn. Thì các bạn chỉ cần đăng ký tài khoản và sau đó bên công ty sẽ gửi một user password. Thì sau khi mà bạn có tên tài khoản và mật khẩu thì các bạn có thể là adopt tất cả thiết bị của Unified lên đây. Và các bạn có thể quản lý từ xa, cấu hình và theo dõi. Thì nó rất là tiện. Rồi, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn tới các bạn cách đăng ký và cách sử dụng Unified Controller BNDC miễn phí. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đăng ký sử dụng. Thì ở đây đầu tiên là mình sẽ đăng ký nhé. Rồi, ở đây thì sẽ có tên và công ty, các bạn nhập đầy đủ hết thông tin này. Rồi thì sau khi mà các bạn đăng ký xong á, thì bên công ty sẽ gửi cho các bạn một cái username và password và cái link để đăng nhập vào trong controller luôn. Các bạn sẽ nhập vào Unify đây. Và các bạn sẽ đăng nhập cái username và password của mình vào đây. Bước 3, kiểm tra xem AB Unify đã chắn thông tin hay chưa. Thì đầu tiên các bạn sẽ xóa cái thiết bị ở trên controller mà các bạn đã cài. Hoặc hai là các bạn sẽ reset cứng để đèn LED ở trên Unify nó sẽ chuyển đèn sang đèn màu trắng. Bước 4, adopt thiết bị lên controller bằng Booty hoặc là app Unify Network trên điện thoại. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách adopt bằng app Booty trước. Rồi, thì đầu tiên mình sẽ sử dụng ứng dụng là Ubiquiti Discovery để scan được cái IP của Unify này. Thì đây mình đã chạy sẵn đây. Thì cái IP của cái thiết bị của mình là mã là LR. Và cái IP sẽ là 192.168.10 và .99. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ điền cái IP của Unify vào. Bạn chọn SSH và cái port là sẽ là 22. Rồi, open. Rồi, sau khi bấm login xong thì nó sẽ báo là login add. Thì mình sẽ nhập là UBNT. Vào bot cũng là UBNT. Rồi, đây. Rồi, sau khi đăng nhập vô thì mình sẽ sử dụng thêm một lệnh nữa để đảm bảo là nó sẽ chắc chắn là chắn thông tin nha các bạn. Tránh trường hợp là nó vẫn còn lưu trên một cloud nào đó mà hoặc là bằng reset cứng nhưng mà nó vẫn chưa hoàn thành đó. Mình sẽ copy rồi dán nha. Rồi. Rồi ok, các bạn đợi một xíu thì thiết bị nó sẽ reboot lại. Các bạn cứ tắt cái này đi. Rồi, sau khi mà thiết bị đã reboot thành công rồi, các bạn scan lại IP thử nha, coi thử nó có đổi IP hay không. Rồi, thì chúng ta vẫn sử dụng Booty tiếp theo. Vẫn là 192. Ok. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng cái mã setInform này để adopt thiết bị lên trên cloud nha. Lên trên trang controller á. Các bạn lưu ý nè. Thì ở trong tí hồi á, mình sẽ cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách
adopt bằng app Unify Network thì ở trên đó nó sử dụng là cái bọt là 8443. Còn nếu như mà bạn sử dụng set inform này trên booty á, thì các bạn phải sử dụng đúng như vậy nha, bọt là 8080. Có nhiều bạn thì cũng sử dụng booty nhưng mà lại là set inform bằng cái bọt 8443 thì nó sẽ không có nhận luôn nha. Rồi bắt, ok rồi bắt hai lần đi cho chắc. Rồi ở đây nó sẽ báo nè, thì nó đã gửi một cái yêu cầu lên trên cái trang controller rồi. Thì các bạn sẽ vào trang controller này và bấm adopt thiết bị lên. Rồi username, username này thì các bạn nhập username của mình nha. Ở đây thì mình sẽ lấy cái username là test để làm. Rồi cái này thì nó đã nằm ở trong là giao diện là mình đã đổi lại cái phần mà classic rồi nè. Thì thí dụ như mà các bạn mà đang ở giao diện mới á, đây để mình chỉnh cho các bạn đây, new user nè, thì một số bạn khi mà đăng nhập mới vô á thì đây nó sẽ ra cái trang như này đó. Thì mà các bạn muốn đổi lại mà cái cũ á thì các bạn sẽ vào phần cài đặt đây, system setting ở đây, bạn tắt cái này đi, đẹp tiếp. Rồi ok thì nó sẽ quay lại giao diện này. Cái giao diện này thì nó sẽ quen mắt hơn. Rồi thì sau khi mà mình chuyển lại cái giao diện này cho quen mắt á, thì các bạn vào phần device đây. Thì hồi nãy mình gửi cái lệnh là set inform thì cái thiết bị của nó, thì cái thiết bị nó sẽ nằm ở đây và nó sẽ báo là đang chờ để adopt nè. Đó thì các bạn bấm adopt ở đây. Rồi nó sẽ báo adopting. Và cái đèn thiết bị ở trên con Unify nó cũng sẽ chuyển từ trắng sang màu xanh. Rồi thì sau khi mà thiết bị mà đã adopt thành công rồi, đây nó sẽ báo connected nè. Sau khi báo connected xong á thì có một điều nữa nè, lưu ý các bạn mà các bạn sẽ sử dụng là ứng dụng nè, UBT nè. Đây khi mà adopt thành công rồi á thì cái ứng dụng mà Ubiquiti Discovery nè sẽ không scan được thiết bị nữa nha. Đó thì dành cho các thiết bị nào kiểu như là mình reset cứng rồi á nhưng mà nó scan vẫn chưa lên đây được á thì bạn kiểm tra lại, có thể là nó vẫn còn dính ở trên controller nào đó. Thì khi nào mà bạn sử dụng ứng dụng Discovery này mà scan ra được IP thì có nghĩa là nó mới trắng thông tin. Rồi thì sau khi mà adopt lên đây được rồi thì các bạn cứ đặt tên wifi rồi mật khẩu như bình thường thôi. Đây nè, nó có một phần lưu ý nè, thí dụ như các bạn có 2 thiết bị hoặc 3 thiết bị trở lên á mà các bạn muốn nhóm cái thiết bị đó, giống như là lậu 1 là tên lậu 1, lậu 2 tên lậu 2, lậu 3 tên lậu 3 cho từng con đi, thì các bạn sẽ, nó Unify nó đã đổi cấu hình khác rồi, mình không thể. Hồi trước á, là mình sẽ là có cái phần là đặt tên wifi xong bạn sẽ là override, nhưng mà bây giờ thì không được, nó bắt các bạn là sẽ phải là tạo từng tên wifi một chứ không thể mà chèn đè như vậy được. Đó thì nó bên giờ bây giờ nó mới sinh ra cái phần là create new AB group nè. Đó. Đây thì thí dụ như group A B1 thì bạn cho con một con B, rồi C cho một con C nữa. Thì đây. Có nhiều bạn thắc mắc là tại sao là ba con nó chạy chung một tên wifi hoặc là từng con chạy một tên wifi, thì bây giờ bạn sẽ tạo mỗi con AB là một con AB group như vậy. Đó, rồi xong add cái tên wifi đó vô group AB nữa. Đó thì vậy nó mới thành công.
Ok. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn. Rồi sau khi mà đã adopt bằng Booty thành công rồi thì mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách. Nếu mà bạn không có laptop á, hoặc là không biết xài Booty á, thì mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách adopt thiết bị bằng cái ứng dụng mà bạn tải trên CH Play hoặc là App Store về. Rồi ok. Thì ở đây là mình sẽ demo bằng thiết bị iPhone ha. Mình sẽ vào App Store và mình sẽ search là Unify. Thì cái ứng dụng đầu tiên là Unify Network. Các bạn sẽ tải cái ứng dụng này về. Ok. Rồi sau khi tải xong á, các bạn khởi chạy lên á, thì nó sẽ ra một cái trang chào như vậy. Thì các bạn phải bấm vào Setup New Device. Rồi nó sẽ báo bạn là có Allow Bluetooth không. Thì các bạn cứ bấm OK thôi ha. Rồi sau khi nó scan xong á, thì mình sẽ bấm vào Connect. Đây các bạn bộ đen nè, Connect to là OS Console Manual nè. Rồi thì nó sẽ ra cái trang vậy. Đây các bạn sẽ nhập name này, name này, name tùy ý nha. Bạn nhập tại nhà mình hoặc là nhập tên của khách hàng các bạn cũng được. Thì đây cái IP. IP thì các bạn sẽ nhập là unify.vnwifi.com và cái port là 8443. Rồi cái username thì các bạn cứ nhập username với password mà bên công ty mình đã cung cấp cho các bạn á. Rồi sau khi đăng nhập thành công thì nó sẽ ra trang trắng như vậy. Cái này là mình đã chưa, cái lúc này là mình đăng nhập là mình chưa có add thiết bị vô. Rồi sau khi mà đăng nhập vô được rồi á, thì ở phía dưới góc trái, góc phải màn hình á, các bạn có một cái nút setting. Rồi các bạn bấm vào chữ nút more nè. Rồi tiếp theo các bạn sẽ bấm vào remote adopt. Thì ở đây nó sẽ hiện ra, đó, nó sẽ hiện ra cái thiết bị. Lưu ý nha, cái này là mình chưa adopt thiết bị, hoặc là nếu mà adopt rồi nó cũng hiện lên, nhưng mà khi mà bạn bấm vào adopt lên thì nó sẽ báo lỗi. Rồi đảm bảo chắc chắn là thiết bị của các bạn phải trắng đèn đứng thì bạn mới adopt lên trên controller này được. Rồi đó, các bạn để ý nè, device inform URL will be set to này, đó thì các bạn có thấy giống như mà cái set inform hồi nãy mà mình dán trên booty không, thì nó y chang à, không có khác gì hết đó. Rồi đợi một xíu, rồi mình qua lại tab device đây. Thì đây thì nó sẽ báo là adding. Cái này thì tương đương với thêm là adopting thôi chứ không có gì hết. Rồi thì sau khi mà adopting xong thì cái đèn Unify cũng chuyển từ trắng sang màu xanh thôi. Và các bạn cũng thao tác tạo tên wifi với mật khẩu y như ở trên web à. Còn nếu mà các bạn tạo trên điện thoại mà nó hơi cực thì các bạn có thể đăng nhập trên laptop. Rồi sau mình vô đây mình tạo tên wifi là mật khẩu thôi. À quên, lưu ý nha, cái phần mà sử dụng ứng dụng trên net, ứng dụng mà wifi network á, thì các bạn phải kết nối vô, là có nghĩa là cái modem chính nhà bạn là đã phát wifi và bạn muốn gắn thêm unify vô nữa thì bạn phải kết nối vô trong cùng mạng LAN. Thì lúc đó nó mới scan ra cái con Unify này được nha. Rồi, tới bước 5 nè. Kiểm tra thiết bị đã adopt hay chưa và các lỗi thường gặp. Thì kiểm tra thì như bước 4 hồi nãy mình cũng đã kiểm tra rồi đó. Coi thử nó đã lên chưa thì các bạn bấm vào đây thôi. Xem nó đã lên chưa đó. Báo connected rồi thì có nghĩa nó đã lên rồi. Còn các lỗi thường gặp á, là nó sẽ liên quan tới cái phần là thiết bị đó đã hết, nó outdated hay chưa. Thì bên góc bên phải này nó sẽ báo là thiết bị của bạn, nó sẽ báo chữ cam cam thiết bị của bạn đã hết là báo lỗi á, hoặc là nhiều khi mà bạn không update, bạn không adopt lên được, bạn dùng lệnh đây nè, bạn set inform này lên được nè, bạn set inform nhưng mà nó không lên được, hoặc nó lên nó bị nữa, thì các bạn sẽ dùng reboot nha, reboot thiết bị lại. Khi mà chúng ta mà đã adopt lên controller này thành công rồi á, thì cái username với các password để SH vào không phải là mặc định nữa, không phải là UBNT hoặc là UBNT nữa, mà nó sẽ nằm ở trong khúc này nè. Các bạn vào phần controller, nó sẽ có phần setting, bạn kéo xuống dưới đây nè, SH Authn nè, thì đây nè cái username là VNDC, còn cái password đây, thì mỗi
mỗi size nha, mỗi bạn, mỗi size, mỗi controller thì sẽ có một cái username và một cái password khác nhau. Thì cái password này là của test. Còn nếu như mà cái size của bạn là A đi thì cái mật khẩu sẽ khác, B cái mật khẩu sẽ khác. Không có ai giống ai hết. Đây, mình sẽ log lên VNDC. Password. Rồi. Nếu mà các bạn Adobe không được á, nó sẽ có một vài cái lỗi, nếu mà không được á thì các bạn cứ reboot. Ok. Reboot khoảng 2-3 lần á thì nó sẽ Adobe lên thành công. Chỉ có cái lỗi là thiết bị của bạn bị outdated lâu quá, sản xuất từ giống như mấy con mã mà Unify AB mà từ 2 mười mấy tới giờ á, nó out version rồi, thì các bạn phải sử dụng reboot 2-3 lần. Hoặc là nhiều khi có mấy con AB Pro cũng vậy, nó ra từ đời một á thì nó cũng sẽ bị lỗi như vậy. Các bạn cứ bấm lệnh reboot là được. Rồi thì sau khi mà Adobe lên thành công rồi thì các bạn cứ sử dụng, đặt tên wifi rồi mật khẩu như ban đầu như bình thường thôi. Rồi chúc các bạn thành công. Cần có các bạn có những lỗi gì hay là cần hỗ trợ gì thì các bạn cứ comment lên ha, rồi mình sẽ đọc rồi mình sẽ reply cho các bạn. Rồi cảm ơn nhé.